bản thân tôi cũng như là rất nhiều người trẻ ở địa phương đây rất là yêu cây chè, yêu ngành nghề truyền thống của cha ông. Thế nhưng mà muốn yêu nó, muốn sống với nó thì chúng ta phải phát triển. Mà phát triển nó đương nhiên là chúng ta phải... Tại vì mọi người cũng chỉ là học sau cấp 3, sau mọi người tham gia sản xuất. Nhưng mà không phải tham gia, không có nghĩa là chúng ta tham gia với cái việc là ông cha chúng ta làm như nào, chúng ta cứ làm y như thế. Đến đời chúng ta thì khí hậu thay đổi rồi, xã hội thay đổi rồi, thì chúng ta cũng phải thay đổi theo những cái sự thay đổi đó để chúng ta tồn tại và phát triển được. Vì thế nhận kiến thức là một trong những cái khó khăn. Nếu mà giải pháp để giữ những người trẻ ở lại với quê hương để trung thành sản xuất với cây chè thì điều tiên quyết đấy chính là nâng giá trị sản phẩm cây chè lên. Thế nhưng mà để nâng giá trị sản phẩm cây chè lên thì chúng ta phải chung tay cùng nhau làm. Chúng tôi đã áp dụng được những cái biện pháp mới, ví dụ như là máy cắt chè và có cả những hệ thống tưới chủ động cho cây chè. Nói về khó khăn của bản thân thì tôi thấy rằng là tôi còn gặp rất nhiều khó khăn về cái khâu chế biến rất là thô sơ và chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cũng như là có thể đưa sản phẩm đi xa được. Nói về tham vọng cũng như là ước mơ thì tôi muốn là cái vùng chè của địa phương tôi sẽ trở thành một thương hiệu mà có thể ít nhất là đi được khắp nước Việt Nam, mà có thể lâu dài hơn là có thể xuất khẩu sang những nước thị trường khó tính như là châu Âu.